Xin chào tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú, lại là An đây. Thì trong thời gian vừa rồi đó, An thấy có một cái sai lầm mà rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú mình mắc phải. Đó chính là khi mà mỗi một năm mình đi khai thuế đó, mình ra mình khai thuế xong, người làm thuế của mình, người ta kêu mình đó là nên bỏ tiền vô trong cái quỹ hưu trí IRA để mà giúp mình giảm cái tiền đóng thuế đi. Và mình chỉ đi ra ngoài những cái ngân hàng, mình mở một cái account IRA ở ngoài ngân hàng thôi. Nhưng mà mình có một cái sai lầm, đó chính là mình chỉ để tiền ở trong những cái quỹ IRA này mà mình không có dùng nó để đi đầu tư, để mà kiếm cái tiền lời trên cái số tiền mà mình bỏ vô trong những cái quỹ hưu trí IRA này. Thành ra đó, có những anh chị, những cô chú chia sẻ với em đó là có những cái IRA hai mươi mấy, ba mấy ngàn, thậm chí là 50 mấy ngàn, tức là mình đã để trong một cái khoảng thời gian 3 năm, 5 năm, 7 năm ở ngoài ngân hàng. Nhưng mà suốt trong những cái năm đó đó, cái tiền lời của mình có không có nhiều. Mỗi năm ngân hàng nó chia cho mình những cái tiền lời rất là ít, chỉ có cỡ khoảng từ 0.01 cho tới 0.05% mỗi một năm mà thôi. Thành ra trong cái video ngày hôm nay á, em muốn chia sẻ cho các bạn, các anh chị, các cô chú, khi mà mình đi khai thuế, mình mở những cái chương trình IRA đã là tốt rồi, tại vì nó sẽ giúp mình giảm cái tiền đóng thuế. Nhưng mà khi mà mình mở những cái IRA này xong rồi, mình cần phải lựa chọn những cái nơi mình mở IRA để cái đồng tiền của mình bỏ vô, ngoài việc tiết kiệm thuế cho mình, nó vẫn tiếp tục nó sinh cái tiền lời ra cho mình. Thì khi mà anh chị cô chú mở những cái account IRA thì đương nhiên đơn giản nhất là mình đi ra ngân hàng mình mở. Nhưng mà ngoài ngân hàng người ta chỉ mở cái account IRA cho mình thôi, chứ người ta không giúp các bạn, các anh chị, các cô chú đầu tư. Thành ra nếu như mà ai mà muốn cái tiền lời của mình, cái tiền của mình bỏ vô có thêm một chút xíu tiền lời an toàn, thì có những cái hình thức sau đây mà mình có thể dùng để mà mình đầu tư cái IRA của mình. Thứ nhất là nếu mà anh chị cô chú nào mình muốn đầu tư stock, mình muốn bỏ vô tiền vô cái thị trường stock market để mà lên xuống theo thị trường đó, mình thích mạo hiểm, mình muốn có những cái hoạt động hàng ngày mua ra bán vào, thì mình có thể dùng cái quỹ IRA thay vì mình đang có account của Robinhood đi. Em nói ví dụ mình dùng tiền sau thuế mình trade trong đó, thì mình có thể mở một cái account IRA và mình dùng cái tiền trong cái IRA này để mà mình mua bán, mình trade stock. Tiền lời trong đây thì mình không được rút ra, mình phải đợi tới 59 tuổi rưỡi mình mới không bị phạt. Và sau khi mà mình rút ra thì tùy vô cái độ tuổi mà mình rút tiền ra thì có thể mình phải đóng thuế hoặc là không phải đóng thuế. Thì đây là cái mà anh chị cô chú phải nói chuyện với người làm thuế khi mà mình bắt đầu mình rút cái tiền IRA hoặc là 401k ra. Cái hình thức thứ hai nữa, nếu như mà anh chị nào, cô chú nào không muốn mạo hiểm mà muốn là tiền của mình không bao giờ bị lên xuống theo thị trường, mỗi năm mình có cái tiền lời ấn định, thì mình có thể mở những cái chương trình nó gọi là fixed interest cho những cái IRA, tức là tiền lời ấn định. Ví dụ 1 năm, 3 năm, 5 năm nó sẽ có cái tiền lời 3%, 5% tùy thuộc vô cái số tiền mình bỏ vô, cũng như là tùy thuộc vô cái số năm mà các bạn, các anh chị, các cô chú đi. Rồi cái hình thức cuối cùng mà mình có thể chọn để mà mình đầu tư những cái IRA, Roth IRA của mình, đó chính là mở những cái nó gọi là Fixed Index Annuity. Annuity dịch ra tiếng Việt có nghĩa là quỹ niên kim. Thì đây là một chương trình kết hợp giữa cái lựa chọn thứ nhất và cái lựa chọn thứ hai mà An vừa mới chia sẻ cho các bạn, các anh chị, các cô chú. Thì cái chương trình này mình vẫn có thể dùng tiền của mình đầu tư vô trong thị trường stock, thị trường index. Nhưng mà những cái công ty về tài chính thì người ta sẽ đảm bảo cho mình là số tiền của mình không có bị lỗ theo thị trường, tức là không lên không xuống theo thị trường. Và mỗi một năm đó tùy thuộc vô á, là cái thị trường lên hay xuống. Nếu như mà thị trường xuống thì những cái công ty tài chánh này người ta sẽ bảo đảm cho mình là không bị lỗ theo thị trường, và khi mà thị trường lên thì mình sẽ được ăn chia với lại hãng. Và chưa kể nữa là có rất là nhiều những cái chương trình Fixed Index Annuity hiện nay nó đang cho mình những cái bonus rất là cao, 5%, 10%, 11%, thậm chí là 18%, nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vô số tiền mình bỏ vô cũng như là số năm mình đi. Nếu mà các bạn, các anh chị, các cô chú đang có những cái IRA account đang để ngoài nhà bank, nhưng mà cái tiền lời của
Khi mà mình có những cái account IRA mình đang để ở ngoài ngân hàng nhưng mà nó không cho mình cái tiền lời nhiều đó, mà các bạn muốn tìm hiểu những cái chương trình ví dụ như An nói Fixed Index Annuity, cũng đầu tư vô thị trường nhưng mà có những cái bonus hoặc những cái chương trình có tiền lời ấn định hàng năm, thì cứ gọi cho An, số phone của An rất là dễ nhớ: 408-661-7689, 408-661-7689. Hoặc là anh chị cô chú nào mà mình đang đi làm ở những cái công ty, những cái hãng xưởng, mình có những cái 401k nhưng mà mình bị nghỉ job, mình bị mất job, mình bị lay off, hoặc là những cái 401k của những cái công ty cũ mà mình muốn chuyển ra những cái chương trình IRA để mà cái account của mình không bị lỗ theo thị trường và có cái tiền lời hàng năm đó, thì cũng cứ gọi cho An nha. Số phone của An là 408-661-7689. Bên cạnh đó An còn làm thêm về thuế nè. Rồi khi mà An làm thuế, An có thể giúp các bạn, các anh chị, các cô chú mở những cái IRA để mà cho mình có tiết kiệm thuế. Và anh chị cô chú nào có con nhỏ muốn tìm hiểu những cái chương trình college funding để cho con mình tiết kiệm tiền, hoặc là anh chị cô chú nào làm nail chưa bao giờ có những cái quỹ hưu trí để dành tiền, thì cũng gọi cho An 408-661-7689 nha. Bye bye bye.